Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Big Channel và mình là Captain Marvel đây. Tầm bậy, mình là Joy đây. Hôm nay mình mặc áo Captain Marvel thôi. Và hôm nay mình sẽ nói về những điều mình yêu thích về chiếc điện thoại Galaxy A70 này đây. Và với những đứa chơi game giỏi như mình á, chơi game online hay như là PUBG hay là Liên Quân giỏi như mình á, thì ở đây nó có một cái phần là tính năng là không gian trò chơi. Trong này có những cái trò mà mình chơi rất là hay. Lúc nhỏ mình rất thích chơi những cái trò này nên mình chơi rất là hay. Hay là những trò mà các bạn có thể chơi cái rảnh rỗi. Mình thích chơi những trò này hơn là những cái game mobile, tại vì game mobile mình chơi rất là óc chó. Nên mình chỉ thích chơi trò này thôi. Chơi những cái trò này không ai chửi mình. Mình chơi mình có thua cũng không ai chửi mình hết. Mình chơi game mobile, chơi đồng đội, người ta lại chửi mình óc chó nữa. Đây là điều mình rất là thích khi mà sử dụng con Galaxy A70 này. Và một phần nữa là mình thích đó là thay đổi phông chữ và các cái hình đem rất là dễ thương. Thì các bạn có thể vào cài đặt chọn... Đây để mình thoát ra lại cho các bạn xem. Vào cài đặt chọn hình nền và thêm. Và các bạn có thể bấm vào thì các bạn có thể mua cái gói hình hoặc cái kiểu phông chữ mà các bạn thích. Có những gói miễn phí rất là dễ thương. Đây, các bạn có thể bấm tải hình về và xem lại. Đây, rất là nhiều hình dễ thương. Các bạn có thể mua gói trên đây và tốn tiền cũng được, không tốn tiền cũng được, vì nó có những cái gói miễn phí và rất là dễ thương. Và điều tiếp theo là mình thích nữa đó là vân tay dưới màn hình và mở khóa bằng Face ID. Và ngoài cơ chế bảo mật bằng vân tay quang học trong màn hình thì Samsung còn trang bị thêm cơ chế nhận diện khuôn mặt 2D. Và ngoài cơ chế bảo mật bằng vân tay quang học trong màn hình thì Samsung còn trang bị thêm cơ chế nhận diện khuôn mặt 2D. Nhưng tính năng này theo Samsung thì bảo mật không cao và không khuyến khích người dùng sử dụng quá nhiều. Và một điều nữa, ngoài cái việc sạc nhanh mà làm mình thích ở cái con A70 này á, là pin của nó rất là trâu, tới 4500 mAh lận. Mà có thể khi với các bạn chơi game, các bạn không có như kiểu là bị gián đoạn, chơi rất là thoải mái, thì chơi cả ngày xong mình có thể sạc pin bình thường. Và đó là những tính năng mà mình yêu thích trên con điện thoại Galaxy A70 này. Và bây giờ thì hết video clip rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Tạm biệt các bạn. Mình đi giải cứu thế giới đây. Và các bạn hãy nhớ, trong khi mình đi giải cứu thế giới, các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh B channel của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.